Làm quan trong mắt Hàng Lập giật lóe, bộ dáng khung dự của cửa hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Đây là sau khi Hàng Lập thấy rõ bộ dáng yêu ma của cửa hán biến thành, lần đầu tiên trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc bộ dáng ma hoặc của cửa hán này. Dĩ nhiên khi cùng với lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó ti triển ra một huyện ảnh trong lục cực, chân ma công giống nhau như đúc. Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đã cực thánh gì, đừng tưởng rằng là hồ ngoan là ngữ là có thể trì hoãn thời gian, nhận lấy cái chết đi. Cự hán đầu tiên lần ngẩn ra, như sau đó nhẹ răng cười nói, theo sau đó hắc khí trong tay đột nhiên vung lên. Một thứ mơ mơ hồ hồ bay thẳng đến hàng lập, sau khi xuất ra hắc khí, hát quan chợt lóe lên nhưng lại tiêu thất trong hư không. Thấy tình hình này, sắc mặt của hàng lập âm trầm xuống, thân hình bỗng nhiên ngã ra, bắn về phía sau mấy trường. Cùng lúc đó, tại chỗ vốn đang đứng xuất hiện một quỷ trả màu xanh lục thật lớn quét qua, kết quả hiện nhiên đánh vào khoảng không. Ồ, cửa cự yêu ma thấy một kích thất bài, hoài ý muốn lên tiếng. Quả nhiên không sai, mặc dù người tu luyện không phải là công pháp quỷ tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ tu. Nếu thật con người đem người biến thành quỷ tu, sợ rằng trả giá không ít. Hàng Lập nhìn quỷ thủ kia thản nhiên nói. Vừa nghe lời ấy của Hàng Lập, thân hình của cự hán trong hất khí bị kìm hãm, lạnh lùng nhìn Hàng Lập chầm chậm không nói gì. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập nhẹ nhàng nhớ mày, thân hình thoáng lên một cái liền di chuyển mấy trường. Kết quả, quỷ trảo màu xanh lại xuất hiện vô thành vô tức chụp qua chỗ nãy. Lần này, cự Hán trong quỷ khí cũng không tiếp tục kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Người có khả năng hai lần tránh khỏi công kích liên tiếp của quỷ trảo, chẳng lẽ trước kia người đã gặp qua quỷ tu chân chính? Lời nói của cự Hán rốt cuộc lộ ra mục tiêu quan tâm. Đương nhiên gặp qua, nếu không tài hạ như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát? Hàng lập uh, lần nữa, nửa thật nửa giả kỳ khẽ trả lời. <laughs> Kiến thức các khả quả thật rộng lớn, bất quá cũng chẳng sao, cho dù là biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ. Dưới 10 phần uy lực của thiên sát chân ma công hôm nay cô ta, sau một khắc sẽ là giờ chết của người. Cự hán âm âm nói, bộ dáng tự như cũng không định nói thêm cái gì nữa, đột nhiên ngỡ đầu hét to. Tuyển hít gió trái tay nổi lên, tự như có thể xuyên qua kim phá thạch. Hàng lập thấy vậy, vẻ thông dung trên mặt dần dần tối lui thay bằng một tia ngưng trọng. Lúc này, hắc khí đối diện cấp tốc quay tròn, một cỗ ma khí kinh người cường đại bộc phát ra. Tiếp theo, một cái bóng đen từ trong hát phong bắn ra mang theo huyền ảnh trùng trùng trong chớp mắt tới trước người Hàng Lập. Hai tay bóng đen vừa động, một đôi trảo ảnh màu đen đem Hàng Lập bao vây vào trong đó, ý định băng vào một đôi lợi trảo đen Hàng Lập cắt thành một đống thịt nát. Hàng Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không né không tránh, ngược lại hướng hai tay lên trên trà sát. Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hé ra một điện phỏng màu vàng nhà chi động trên đỉnh đầu Hàng Lập, không hề sợ hãi đón nhận trảnh trảo bóng đèn tẩy vậy trong lòng ngẩn ra như cậu không suy nghĩ nhiều lợi trảo không chút khách khí hùng hăng chộp xuống tại trong mắt hắn có lẽ bình thường thì công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tính khắc chế một chút nhưng đối với thiên sát chân ma công của hắn hôm nay thì ma công bình thường hắn có thể so sánh cho dù là lôi điện thì căn bạc của không cách nào tổn thương máy may người này trước mắt tự hồ biết được vài thứ làm cho hắn cực kỳ không thoải mái nên muốn lập tức giết chết suy nghĩ trong lòng bóng đen chưa kết thúc đột nhiên cảm thấy đôi lợi trảo của mình nóng lên theo sau là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung từ trên lợi trảo truyền đến. Tiếp theo là kim quang trước mắt, liền phóng lớn ra, kim sắc điện hồ nọ hiện nhiên đã phá tan trảo ảnh, lại hướng trên đầu chụp xuống. Kim sắc điện hồ không đúng, thứ này hình như đang nghe nói qua từ nơi nào. Chẳng lẽ là khi kim vọng thật lớn đem bóng đen không kịp phòng ngự bao lại, bóng đen mới động nhiên nhớ tới lời đồn có liên quan đến kim sắc điện hồ. Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm đó khi được truyền ma công thì trưởng lão truyền công luôn dặn dò qua đó là thiên sát chân ma công tối kiên kỳ sao? Mà hắn từ khi tu luyện ma công này thì cung cấp hiếm khi mà đối cập tới thủ. Dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này, sắc mặt bóng đen tím tái, kinh hãi run sợ tự như là sắp thất thủ. Lúc này không chút nghi ngờ hét lớn một tiếng, thân hình vốn to lớn đột nhiên trong tiếng bạo vang lên. Liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một cả lùng cao ba thước, nhằm kéo dài thời gian trước khi tiếp xúc với kim phỏng. Trên thủ một chút thời gian này, một tiếng phanh truyền lại trong lúc thân thể luồn tịch co rút lại sau đó bạo liệt ra hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng hướng bốn phương tấm hướng bắn nhanh đi hàng qua trong mắt hàng lập chật lóe hai tay bỗng phút chốc rồi rung lên thao túng kim sắc điện hồ kim quang bất chợt là bắn ra điện vọng bạo vỡ vô số điện hồ được bắn ra điện quang phẩm dày đặc hơn lúc trước khoảng là ba phần bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt lại kịch liệt co rút theo đó HT sau khi bắn ra hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ một tiếng xoạc vang lên dưới thống kích của kim hồ hắc ti tại trong võng bắt đầu là hóa thành vô số luồng khói đen cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra cực kỳ thê lương sau đó hắc ti một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng tụng lại thành là một đứa con nít đen thui yêu dị phát sáng vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi sau đó nó há mồm một cổ âm khí đen như mực từ trong miền phun ra đem nó bao lại tầng tầng lớp lớp liều mạng ngăn cản ít tà thần hồi đã đến gần thần sắc hàn lập đành lùng, khóe miệng hiện lên vẻ chăm chào kim hồ bỗng nhiên biến lớn thành ba phần địa hồi cháy mắt khiến người ta khó có thể hình nhìn thẳng tiếng kêu thảm thiết trong điện quan lại phát lên rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm một lát sau liền biến mất vô thanh vô thức Thấy cảnh này trong lòng hàng lập tở ra một hơi kim hồ co rút lại bao bọc lấy một cái túi trữ vật màu đen ở trên tay sau đó hắn nâng tay nhìn trời liếc mắt một cái mà không chút thay đổi thanh quan lại phát hiện hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về từ lúc hàng lập cùng hát bao Nhân nói vài câu cho đến lúc hàng lập phóng ít tà thần hội ra tiêu diệt đối thủ cả quá trình cũng chỉ trong chớp mắt chẳng những đám người đại hán trọc mi và lão giả dạ họ mã nhìn trận mắt há mồm mà ngay cả hai người mộ lan đầy thường sư pháp sĩ cao kỳ cùng với cuộc chiều phía trên cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau hết tại độ không thể tin chuyện gì đã xảy ra trước mắt nên biết rằng tu sĩ thiên nam không biết được hết chi tiết về hát bào nhân nhưng bọn hắn thì lại biết được bảy tám phần Tu sĩ thần bí này đến từ đại bản đế quốc bên kia Thảo Nguyên Mộ Lan, mặc dù không biết vì sao bọn họ đến Thảo Nguyên Mộ Lan, cũng là cùng thần sư trong tam đại bộ lạc thành điều kiện gì đó ra tay tương trợ. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là công pháp hay thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cung cấp trong tu tiên giới thiên nam. Thậm chí khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu thì đã có hai gã tu sĩ Nguyên Anh thiên nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt, làm cho hai vị mộ lan đại thực sự đối với vị hát bào nhân có chút tin phục. Mà trận đấu phá thứ hai này sợ chỉ cho hát bào nhân ra trận. Cũng là do cảm thấy tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là xuất kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc làm trọng thương một người rồi nói sau. Nhưng ai biết được đối phương đưa ra một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường thế nhưng lại nhanh chóng đem tu sĩ hát bào tiêu diệt còn. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh. Pháp sĩ cao gầy cùng với cuộc giữa rút của cũng bình tĩnh lại sau khi kinh hải nhìn nhau riết mắt một cái. Nét mặt hiện lên vẻ chần chờ, không biết là nên tiếp tục phái người kêu chiến hay là chức khóa chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng đoạt tiến lên. Đúng lúc này, tương lai hai người phía trước đột nhiên là truyền đến tiếng nói như có như không. Hôm nay, chuyện khí đã giảm, tạm thời lưới bước, ngày mai chúng ta trở lại, đến lúc đó nói không chừng trận này sẽ là... ha <laughs> ha Về cái chết của thiên khóc sợ rằng có chút phiền toái, nhưng ta đã sẽ giải thích các thần sư một chút. Thanh âm nọ không biết là nam hay nữ như trong cổ khí ngầm chứa ba phần ra lệnh. Pháp sĩ cao gầy cùng cuộc chịu nghe được lời ấy, mặc dù ngẩn ra nhưng không nói hai lời lập tức y theo mà làm, hướng chúng tu sĩ lớn tiếng ra lệnh, chúng pháp sĩ phía sau khi giao động một trận. Nhưng mà cũng không ai gì nghĩ, các đội từ trước đến sau đều chậm rãi thối lui. Hai gã đầy thường sư này hiện như là đoàn hậu. Chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm nhìn đám tu sĩ vài lần, đặc biệt khuôn hoang trường mắt nhìn hàng lập một chút, sau đó mới xoay người bước đi. Chúng ta không đuổi giết theo sao? Cốc sông vô nhìn đại quân pháp sĩ đi xa có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, mặc dù người mộ lan bài lui nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên. Nếu không cẩn thận có thể bị vây khốn trở lại. Hay là cứ dựa vào đại trận phòng thủ cho tốt. Thiên âm huyện hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người mộ lan có thể đến, pháp sĩ đều không tăng thêm gấp rưỡi thì đừng mơ tưởng đến việc này. Đại hán trọc mi thoáng rầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chỉ là đến khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhìn được quay đầu hướng hàng lập liếc mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sát khác bào nhân của hàng lập rất ngoài dữ liệu của chúng tu sĩ nên kết quả sau khi bay động trở về chúng tu sĩ nhất thời lặng đi không biết nói cái gì cho phải. Lúc đại hán nhìn lại, thần sắc hàng lập vẫn như thường, chỉ là sau khi đem túi bút trữ vật đang đung đưa trong tay thu lại, hướng mọi người mỉm cười mệt thôi. Lúc trước khi Hàn Lập mỉm cười như vậy, những người khác vốn không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ sau khi diệt sát một cả tư sĩ Nguyên Anh, thấy lại nụ cười của Hàng Lập, mọi người đồng thời lại còn có một cảm giác cao thâm có lường, ý kinh thị vốn trong lòng. Hiện tại không còn sót lại chút gì. Lần này, Hàn Đại Hữu đã giết được một cả pháp sĩ cao cấp của đối phương, thật sự là rất đáng mừng. Khi trở về, lục ngộ chắc chắn sẽ đối với là liên minh báo cáo việc này, bụng minh chắc chắn sẽ trọng thưởng cho Đạo Hữu. Đại Hán Rọc mi chúc chúc mừng nói. Lão già dạ họ mã cung cốc sông bồ lúc này cùng đi tới tươi cười nói vài câu khen ngợi nhưng ánh mắt đối với Hàng Lập so với lúc ban đầu có chút khác hơn, trong lời nói mơ hồ toát ra vẻ kính sợ. Hàng Lập vẫn phớt không chút để ý, cũng khách sáo vài câu chỉ là đang lúc nói chuyện, đồng thời mắt Hàng Lập lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong đó. Chú không ai chú ý tới với vẻ mặt hiện lên một nụ cười chăm chọc. Chờ sau khi thân ảnh của đại quân pháp sĩ biến mất không thấy, đại hán rọc mi từ trong phụ hại mở ra một cái tông đạo, mấy người nhanh chóng đi vào bên trong, phụ hại một lần nữa khép lại. Phụ cận Hoàng Long Sơn một lần nữa yên tĩnh trở lại chỉ để lại sưng một bên mông bát ngát vô thành vô tức bình yên bất động. Đám người hàng lập trở lại trong đại điện thật cũng không có gì để bàn sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay. Mọi người đều cáo từ rời đi, quay trở về nghỉ ngơi. Đặc biệt là già dạ họ mã chẳng những mà bảo vật bị hủy hơn nữa nguyên khí bị tổn hao không ít. Càng cần được phục hồi tỉnh tọa, khôi phục lại pháp lực cho tốt. Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện tản đi, còn lại là đại hán trọc mi, hắn ngồi ở chỗ thủ tọa cuối đầu xuống, mặt lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hai hàng lông mày đột nhiên nhảy dựng lên dĩ rắc trên mặt chợt lóe thấp giọng quát. Ai ở đó? Ra đi! <laughs> đạo pháp luật huynh quả như cao thâm, tài hạ vừa mới tiến lên là bị phát hiện rất không được cử quốc minh lại để cho đạo hữu một mình trấn tại đối phương đối vào đại điện vốn không có bóng người quang hoa chợt lóe hiện ra thân hình của một người đang mỉm cười là ngươi đạo hữu không đi nghỉ ngơi vì sao lại ẩn nặc thân hình quay lại đại hán trọc mi nhướng mày sắc mặt cổ quái hỏi không có gì chỉ là tại hạ đột nhiên phát hiện một cái bí mật cảm thấy là nên cùng đạo hữu thương lượng một chút mới được. Bí mật, bí mật gì này hắn rọc mi nghe vậy liền ngẩn ra đánh giá người này trên dưới vài lần mặc lộ ra một tiên nghi sát là phân tông hàng đào hữu rất có thể là giang tế người Mộ Lan, người này không chút chần chờ nói cũng chậm ra tiếng lên. Giang tế, tận trí đào hữu e chẳng lẽ là còn không rõ. Hàng đạo hữu hôm nay vừa mới diệt sát một cả phát sĩ Nguyễn Anh Kỳ, lời này thật sự rất buồn cười. Đại hán rọc mi nghe vậy, trên mặt thường lại một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin. Ta biết luật huynh không tin chuyện này, nhưng ta có chứng cớ, đạo hữu nhìn sẽ biết tại hạ không nói bậy. Người nọ thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ cười khổ, sau đó nắm tay vừa lộn qua mang chợt lóe một cái lục sắc ngọc giả xuất hiện trong tay, lại tiến lên vài bước tới gần đại hán. Mắt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi chần chờ một chút cũng đứng dậy đưa tay tiếp nhận. Người đối diện nọ thấy vậy, thần sắc bình thản khoát tay, bộ dáng như muốn đưa qua. Ngay lúc ngón tay của đại hán sắp sửa chạm vào ngọc giản, thần sắc của người nọ đột nhiên khẽ biến, vẻ hung ác chợt hiện lên. Lục qua ngọc giản chợt lóe, đột nhiên hóa thành một con tiểu sao màu xanh, thế như là sát đánh cắn ngay cổ tay của đại hán. Đại Hán họa lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng muốn hô cái gì, nhưng mà trong nháy mắt Đại Hán từ đen chuyển sang tím. Tiếp theo cả người thanh tức là vô cùng là sụi lơ trên mặt rất không nhúc nhích. Song vị phỉ thúy xà quả nhân danh bất hư truyền, chỉ nói về độc tính, sợ rằng so với thập đại tuyệt độc của truyền thuyết cũng không hề kém hơn. Sau khi bị cắn, ngày càng nguyên anh của không còn ngược độn ra. Nếu là có cánh để bay thì sẽ trở thành một sát thủ tu vi cực kỳ sắc bén vẻ vui mừng trên mặt người nọ giật lóe thì thào nói tiến lên từng bước cần thận đánh giá thi thể bắt đầu dần dần tăng chảy mà bích lục tiểu xà nọ khi hàm răng độc vừa buông thi thể ra liền lộ ra hai cái đuôi giống nhau bên dưới sau đó là hai cái đuôi đánh lên mặt đất vùng một tiếng bay về phía tay chủ nhân sau đó vượng cổ phun ra nọc độc màu tím đen con mắt màu xanh cực kỳ âm độc Người đánh lén lúc này một tay nâng tiểu xà, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái. Túi từ vật trên thi thể trực tiếp bay lên đến tay hắn, sau đó lộ ra vẻ kích động đem thần thức hạ xuống dường như muốn tìm cái gì. Không có khả năng, lệnh bài đâu, rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn thu vào trong túi trữ vật. Một lát sau người này nhẹ hôn một tiếng, sau đó hắn không cam lòng cầm túi trữ vật trong tay hướng mặt đất ném ra một mảnh khói trắng từ trong miệng túi phun ra một đống pháp khí thấp kém rất ít linh thạch bật thấp xuất hiện trên mặt đất vừa thấy rõ những vật này sắc mặt của người này liền trở nên vô cùng trắng vệt lục quan trong người đột nhiên vắt ra không nói lời nào liền hóa thành một đạo kim hồng hướng cửa điện bay độn đi trong đại điện vang lên một tiếng thở dài theo sau ngơ quan trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp động quang bạc màu bạc tầng tầng hiện lên hình thành một cái quan trắng thật lớn đem người nọ bay vào bên trong người này hừ lạnh một tiếng độn qua cũng không ý chừng lại, ngược lại nắm tay hướng một cái túi bên hông phủ một cái, một con linh thú xin sơn giáp bàn màu đen từ trong túi linh thú bay ra. Một đầu đánh lên cái lòng trên vách. Một tiếng phanh phát ra, ngừng sát tráo cũng là không chút lây lơ động nào. Đem con linh thú nọ đánh văng ngược trở lại, người này thấy vậy trong lòng miệng phát lành nhưng lập tức cắn ra một cái, há một phun ra một cái lam sắc phi xoa. Phát bạo trong nháy mắt hợp làm một với lại là đồn quang hóa thành một đạo lam hồng to lớn, hùng hăng đánh tới lòng tường một tiếng ầm ầm lại truyền đến làm quan con chút khách khí bị bắn ngược lại mấy trường sau khi xoay vòng một cái thiếu chút nữa rơi xuống đất cốc huynh không cầu phí tâm cho đại điện này kỳ thật mới là trung tâm đại trần của tòa hoàng long sơn này cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế nếu rơi vào trong này thì đừng nghĩ muốn thoát ra trong đại điện vang lên một giọng nói thản nhiên cực kỳ quen thuộc tự như là thanh âm của đại hán Người quả nhiên thật sự không chết, người chết vừa rồi chính là một con khôi lỗi ta đã sớm nghe nói. Cựu quốc vinh có một vị tu sĩ thần bí, giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thân giống như là bản thân như đúc. Khiến cho mọi người không thể nhận ra thật giả, không nghĩ tới việc này là là sự thật. Quang Hoa trong lam tráo nội liễm, một bóng người hiện ra đúng là ngự linh tông cốc sông bồ. Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm nhưng mà vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định. Câu khuyên của anh đối với chuyện của cựu quốc minh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lội thế thân cũng biết một ít. Không sai, thứ người mới chỉ sát vừa rồi chính là một cái thế thân mà ta vừa mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ Nguyên Anh như người cũng không thể phát hiện sự khác nhau trong đó, qua đó có thể thấy đích xác có thể lấy giả thay thật. Bạch quan ngoài điện chấp động, thân hình đại hán rọc mi lộ ra, hắn ở bên ngoài nhìn cốc sông bồ trong quan tráo, lại nhìn sang thế thân đã hóa thành một bãi máu đen. Thạng nhiên nói, <laughs> Bề ngoài có giống nhau đi nữa thì ích lợi gì Nếu không phải vì sợ nghi nghi ngờ Nên là không dám dùng thần thức cẩn thận xét qua khối thân thể của ngươi Chứ bằng vào một và bộ vỏ trống rộng mà cũng có thể giấu giếm được ta sao Hủ ngộ ta sớm đã nghĩ đến Song vị vị thúy già trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỉ của ta hiện nhiên độc vô cùng nhưng mà cũng không có khả năng dễ dàng chữa sát một vị tu sĩ Nguyên Anh. Ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xa này đánh trọng thương ngươi. Nhưng một kích này không ngờ đại đắc thủ, khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của Linh Sa. Xem ra ta quả nhiên có chút tự đại, cốc sông bộ âm trầm dưới nước nói trong mắt hiện ra một tia hối hận. ha <laughs> Lục mộ thỉnh người luyện chế một khối thế thần như vậy cũng chỉ là nhất thời cao hướng mà thôi. Đương nhiên cũng không tin rằng một khối đồ vật chết như vậy lại có thể dùng một loại thân ngoại hóa thân so sánh. Chẳng qua chính là một khối khôi lỗi như vậy, hiện nhiên có thể lôi ra một cả phán đồ câu kết với là người mộ lan cốc như huynh đây. Cũng không phí công sức ta bỏ nhiều linh thạch như vậy, đại hãng họ lục không chận mà cười nói, da mặt của cốc sông bồ hơi coi rút nhưng lại im lặng nhưng mà sau một lúc lâu lại lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ đã biết ta tới tìm ngươi nên đã sớm chuẩn bị thế thân, chẳng lẽ ta vừa mới đến Hoàng Long Sơn liền bị ngươi phát hiện ra điều không ổn. Cái này không phải ta như thế nào lại vô chuyên vô cớ hoài nghi trường lão ngự Linh Tông, ta chỉ là nhận được sự cảnh báo của người khác. Vốn lục mộ đối với chuyện này bán tính bán nghi, nhưng hiện tại cũng không hề nghi ngờ. Hai đạo hữu, Mã Huynh cùng ra đi. Đại hán trọc mi lắc đầu nói, tiếp theo hướng hai bên hồ tâm một tiếng. Câu sông bồ nghe được lời ấy cũng không thể bảo trì vẻ âm trầm, sắc mặt liền đại biến. Kết quả tại hai bên thạch bích, hoàng quan chật lóe mỗi bên đều đi ra một người, đúng là hàng lập thần sắc lành nhà cùng với lão già họ mà vẻ mặt âm trầm. Thật không hiểu cới, cốc đầu hữu người lại làm ra chuyện tình như vậy. Không biết người mộ lan rốt cuộc cho người bao nhiêu chỗ tốt mà lại có cuồng tâm như thế. Vậy mà còn lão già dạ họ má đau lòng trong giọng nói rằng này oán thán. <laughs> Cuồng tâm, ta vốn là người Mộ lan, tính cái gì cuồng tâm? Cốc sông bồ nhìn lão giả chầm chầm lạnh lùng nói: "Cười là người mộ lan, lần này bọn người đại hán trọc mi liền ngạc nhiên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên người cho rằng lấy chỗ tốt gì mà có thể mượn sức một tu sĩ nguyên anh như ta. Tu sĩ thiên nam các ngươi làm sao biết được tư nguyên tu luyện của người mộ lan chúng ta thiếu hụt như thế nào? Hà Nam cũng không biết có bao nhiêu pháp sĩ cấp thấp vốn có thể tiến cấp, nhưng cũng bởi vì không có đang dược cùng linh thạch phụ trợ mà không thể không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất chỉ có thể hóa thành đóng vạch cốt sau hơn." trăm năm. Dựa vào cái gì, tu sĩ các ngươi thì phải có chiếm cứ một địa phương tốt như thế mà pháp sĩ chúng ta thì nhất định phải tính toán sử dụng từng khối linh thạch. Chỉ cần cho chúng ta tư nguyên của thiên nam để mà tu luyện, người mỗi lan chúng ta cũng không tới trăm năm. Bảo đảm số lượng pháp sĩ có thể tăng nhanh chóng, có thực lực khủng hậu như thế, chúng ta có thể đánh tan đám tiên sư của người đột ngột, xưng bá cả tạo nguyên hộ lan. Cốc sông bồ vừa nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nghe Cốc sông Bộ nói đám người đại hán trọc mi không phải hai mắt nhìn nhau, đánh bại người đột ngột ta nghe được hình như là chủ lực của người Mộ Lan các ngươi. Tại trong quyết chiến cùng với người đột ngột bị thất bại, hôm nay hơn phần nửa thảo nguyên Mộ Lan cũng đã có người đột ngột chiếm cứ cho nên các ngươi mới được ăn cả ngã về không, mô đồ thiên nam chúng ta, hàng lập đột nhiên mà không chút tay đổi mở miệng nói. Người ngươi trên nào lại biết được việc này, người nghe trộn truyện âm của ta cùng nhạc thượng sư. Cốc sông bộ vừa nghe hàng lập nói, đầu tiên cả kinh, nhưng mà nghĩ đến cái gì liền lập tức có chút hiểu ra. Vẻ mặt khung ác nhìn hàng lập chầm chầm, bộ giá như hận không thể nuốt sống hắn. Xem ra có khuynh hiểu rất ra nhanh, nhưng việc này cũng không thể trách hàng mổ. Ai biểu ngươi cùng vị pháp sĩ ẩn dấu kia lại không kiên nệ tại trước mặt của hàng mỗi sử dụng truyền âm thuật, mà thần thức kia của hàng mỗi so với tu sĩ cung cấp thì cường đại hơn một chút. Lời các ngươi truyền âm vừa lúc để cho tài hạ nghe được nên hiển nhiên là cần tức tỉnh lục đạo hữu một chút. Vẻ mặt của hàng lập không thay đổi bất động thanh sắc nói. Tốt, tốt lắm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, uống cho ta. Tại thiên nam ẩn đúp đồng như thế, nhưng mà trước khi phát động đã bị rơi vào cầm bẫy, ta thật ra cốc mổ bị cũng không oan. Thần thức so với tu sĩ cung cấp chỉ mạnh hơn một chút. <laughs> Các hạ cũng quá kiêm tốn truyền âm mật thuộc của ta cùng với người nọ, người cho rằng là truyền âm bình thường sao? Ngoại trừ thân thức cường đại của tu sĩ Nguyễn Anh Hậu Kỳ, cốt một cuộc không biết lại còn có phương pháp gì mà thần không biết quỷ không hay, nghe trộm được chúng ta nói như vậy. Cốc sông bộ gác gao nhìn hàng lập chầm chầm, sắc mặt xám trắng trong lòng không can tâm nói. nguyên Anh Hậu Kỳ là cho dạ họ mã nghe vậy, nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọc mi cũng đồng gian cá kinh, kinh hài hướng Hàng Lập liếc mắt một cái. Hàng Lập thì nhớ mày, thật không ngờ vì việc này mà vô ý lộ ra thần thức. Nhưng mà sau đó hai hàng lông mày lại dạng ra, thần sắc dưỡng dương làm cho mọi người không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán rột mi cùng đại gia họ mã có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao một cả tu sĩ Nguyễn Anh Sơ Kỳ đã dĩ nhiên có được thần thức công dưới tu sĩ Thổ Kỳ, như thế nào cũng có chút khoa trương. Một người nếu đã thừa nhận thân phần gian tế, vậy đừng trách ta lòng dạy độc ác, mặc dù lục một muốn lưu lại tính mạng của tài hạ. Giao cho người chấp phá trong liên mình xử lý, nhưng là trước mắt sắp tới đại chiến nên cũng chỉ có thể cho người thân hình câu chuyện. Đại hán Trọc Mi thật vất vả mới từ chỗ hàng lập bên kia thu hồi về kiếp sợ. Sau khi quay lại, hướng cốc sông bồ trong quan tráo băng hàng nói. Theo sau, hắn cũng không chờ đối phương nói thêm điều gì, nắm tay vừa lộn một cái lệnh bài ngân quan lấp lóe xuất hiện trong tay. Giờ cao lệnh bài này nhẹ nhàng phất lên quan tráo, phút suy một tiếng, một đám khói lớn một bạc bắn nhanh ra đánh tới trong lòng không thấy bóng dáng. Ngân quan trong quan tráo chấp động sinh ra vô số ngân hoa diệm đại chỉ thường phiêu lãng từ trên bay không xuống cốc sông bồ nhìn đám mây hoa này như là nhìn đám độc hạt thân sắc cực kỳ khó coi hai tay không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng trên người phủ xuống một cái quan tráo hiện lên trên người đồng thời lại điểm chỉ vào lâm sắc phi soi trước người xoay tròn một trận, hướng định đầu độn tới hóa thành một cái màn trắng màu xanh che ở bên ngoài. Đi thôi không có cái gì để xem cả, cho dù tu vi của hắn có cao đến đâu cũng không có khả năng chống đỡ lâu trong cấm chế. Không đâu sau sẽ hình thành câu chuyện, chúng ta hãy thương lượng một chút về chuyện phía sau. Người này mặc dù là gian tế của bộ lan nhưng mà dù sao cũng là trưởng lão ngữ linh tông, một số việc cần phải giải thích với liền mình mới được. Tại ngân hoa bạo liệt ra, sau khi mà tràn ngập cả quan tráo, đại hán trọc mi từ hồ không có nhiều hứng thú để nhìn. Quay đầu hướng hai người hàng lập ngưng trọng nói, thấy đại hán đối với cấm chế này rất tự tin, ánh mắt của hàng lập chớp động vài cái không nói gì thêm. Mà lão già dạ họ mã thì cùng đại hán cũng có sự băn khoăn giống nhau, nghe những lời ấy thì cũng co mày. Kỳ thật việc này mặc dù có chút phiền phức nhưng ta cũng không cần quá lo lắng, hàng lập đột nhiên cười không thèm để ý nói. Ồ ý của hàng huynh là Hôm nay đại hãi hiện nhiên không dám bỏ qua lời nói của Hằng Lập có chút chừng chờ nói. Lão già họ mã nghe vậy cũng hướng hàng lập rộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gian tế mộ lan lẫn vào thiên nam, quý minh chủ các người có khả năng một điểm cũng không biết. Nói vậy, hắn trước kia cũng đã bắt qua được một ít. Nhưng gian tế lại là tu sĩ cao cấp nên cũng rất có mà bàn giao cho ngựa linh tông. Tuy nhiên, thế lực ba người chúng ta bất đồng. Nếu nó có chủ tâm hãm hại tu sĩ linh ngựa linh tông, đại bộ phận người cũng sẽ không tin. Bởi vậy, chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ, cũng đem một ít tin tức liên quan đến người mộ lan truyền về. Để cho bọn họ kiểm chứng một phen, theo đó cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì lớn. Ta nghĩ bản thân Hữu lên Tông nói công chừng đối với vị cốc trưởng lão này cũng đã sớm đã hoài nghi. Dù sau nhiều năm như vậy, nếu nói mục tiêu chân tướng của vị cốc đạo hữu này chưa từng bị lộ qua, ta cũng không tin. Huống Ngộ cho dù trước đây không có hoài nghi qua, hiện tại suy nghĩ một chút về hành động trong quá khứ. Cũng có thể tìm ra chỗ khả nghi, Hàng Lập sơ sơ cầm không chút hoang mang nói. Lời nói của Hàng Đạo Hữu ta thấy cũng có chút đạo lý, ta không dùng bí thuật xem lời đối diện này đã được phục chế trong ngọc giảng. Đến lúc đó cũng xem như là một chứng cớ, chân mày đại hán trọc mi giảng ra đột nhiên không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một cái ngọc dạng màu trắng mặc lộ ra vẻ quỷ dị nói. Vậy được rồi, đáng tiếc bởi vì thương thế bạc đã hữu quá nặng. Bây giờ thì đang trong thời điểm béo quan chữa thương, nếu không cũng đem hắn ra làm chứng. Vậy càng không có vấn đề. Lão già họ mã nghe hàng lập nói, lại thấy ngọc dạng trong tay đại hán, điện thở ra một hơi, lo lắng trong lòng mất hơn phân nữa. Tiếp theo, ba người lại thương lượng chi tiết vài câu, đột nhiên trong bài sát quan tráo truyền đến một tiếng tê tê quỷ dị, ba người liền cảm thấy kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại hán trọc mi đang muốn làm cử động gì đó tìm một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cái lời trả màu xanh bí từ trong đây hỏa truyền ra, nhìn như tia chớp kích lên là quan bít trước mặt ba người. Ngân sắc quan tráo run rẩy một trận, đây là cái gì? Hắn có thực lực rung chuyển cấm chế hết đại hán trọc mi. Thất kinh có chút khó tin nói. Hàng lập cùng đạo già dạ họ mã cũng cảm thấy bất an. Sau đó, đại hãn ngưng trọng, hai tay bắt quyết, một đã bạch quan đánh tới cái lồng trên vách. Lôi hỏa vốn dày đặc trong quan tráo nhất thời dừng lại, hiện ra tình hình bên trong cấm chế. a à, thế rồi tình cảnh bên trong đại hãn trọc mi cùng đại gia họ mã liền hấp một ngụm lương khí, tần sắc của hàng lập cùng âm trầm xuống. Tôn tích của cốc sông hồ hoàn toàn biến mất nhưng lại có một con quái già nửa người nửa yêu xuất hiện. Thứ này, người không giống người, yêu không giống yêu, mặc quần áo của cốc sông bồ, chỗ lộ ra trên mặt cùng tứ chi, toàn bộ đều là lân phiến màu xanh bí. Hai mắt âm u lạnh như băng, mười đầu ngón tay là nhọn hoắt, hai cái đuôi rắn dài vài thứ quay đánh trên mặt đất. Nhìn khuôn đầy lân phiến rõ ràng chính là cốc sông bồ, nhưng mà trong lúc môi khẽ nhếch lên lại lộ ra một cái lưỡi rắn đen thui phát ra tiếng tê tê, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run đây là phụ linh thuật hắn cùng sông vĩ vĩ túy xà hợp làm một lão giả dạ họ mã nhìn thấy rõ hình dáng của quái vật sắc mặt điện trắng bệt có chút bối rối hét lớn phụ linh thuật không phải là bí thuật đã thấy thất truyền sao hắn sử dụng thuật này chẳng lẽ không sợ không thể tiến vào luân hồi sao đại hán trọc mi hiện nhiên cũng đã nghe nói qua về lời đồn huyết tinh về phụ linh thuật này vừa nghe lão giả dạ nói từ sắc cùng đại biến hiện ra vẻ kinh sợ sau đó hắn như lâm vào đại địch nhìn chằm chằm vào quái xà nắm tay vội vàng hướng túi trữ vật vỗ một cái quang mang chợt lóe lên bài cấm chế phát ra ánh sáng màu bạc liền hiện ra trong tay đại hán phun một ngụm tinh khí trên lệnh bài đem lệnh bài hướng đỉnh đầu ném đi tiếng chú ngữ vang lên dồn dập mà lúc này yêu vật trong màn hào quang đã hành động nó âm trầm nhìn ba người bên trong lòng bếp liếc mắt một cái đột nhiên lé ra một cổ chất lỏng màu đen phun ra hướng vị trí đám người hàng lập vọt tới đại hán trong người thấy tình hình này chú ngữ liền dừng lại vội vàng hướng lên bài điểm chỉ Ngân mang lệnh bài bắn ra bốn phía, từ bên trên bắn ra hơn 10 đa pháp quyết. Bay vào bên trong mà hạ quan không thấy bóng chán, một tiếng rồng ngâm văng lên. Sau khi ngân quan trên quan bích đột nhiên là lóe lên, liền dậy thêm ba phần. Cùng lúc đó, vô số ngân sắc lôi hoa càng lớn hơn so với lúc trước bắt đầu ngân tụ hiện hình. Phúc suy, chất lọt màu đen đã phun lên trong lòng bích. Ngân quang mê huyễn trong ánh mắt liền biến thành đen thui, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, sau một phút công phu liền lây nhiễm ra tới một trường. Nét mặt quái xa chật lấy lên dữ tợn, hai đôi phía sau liền đánh mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo lục quang bắn mạnh ra. Sau một cái hô hấp, quái xa liền tới ngay ở chỗ quang bích bị nhiễm đen. Cánh tay phụ động, lại trả màu xanh biếc không chút khách khí hung hăng đánh tới. Bịt một tiếng, quang bích vô cùng cứng rắn giống như mạnh chế liền bị phá ra một cái lỗ to. Quái vật thấy vậy trong lòng liền mừng rỡ, thoáng một cái muốn từ lỗ hổng chui. Đại hán trục mi thấy vậy, mặc lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hái miệng, một cái pháp bảo hình cây gậy màu trắng bắn ra, hoán thành một đạo bạch quang mang bảo vệ toàn thân. Cử động của lão già họ mã cũng không sai biệt lắm, mà cùng lộ vẻ khẩn trương phun ra giới xích pháp bảo nọ. Sau khi quang mang thực hiện, một mảnh sáng mờ dâng lên che ở trước người. Hai người biết rất rõ ràng về sự đáng sợ của một vị tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ khi thi triển phủ linh thuật thần thông công pháp không nói cơ hội liền có thể cùng tu sĩ trung kỳ phân tranh hai vị này vừa thấy quái vật thoát thân ra tự nhiên cố ý kéo dài chiến đấu không có công trước cầu vô sự nhưng lúc này một tiếng thở chạy bất đắc chỉ từ bên truyền ra, Hàn Lập lại chủ động ra tay. Hắn vốn cách chỗ bị phá vỡ ở gần của cái lòng trong gan tất, hai chân có chút vừa đồng, người liền trắng lại phía trước lộ hỏng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới, thậm chí phần nửa thân thể đã lộ ra, vừa thấy Hàn Lập trắng ở trước người, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên, không chút dấu hiệu liền há mồm. Một cổ độc dịch màu đen một lần nữa được phun ra. Cẩn thận đã hưởng máu tránh vừa mới rồi thấy qua sự lợi hại của độc dịch đại hán trọc mi cùng đạo giả thốt những biến sắc lên tiếng nhắc nhở Cụ không phải hai người này cùng hàng lập có cái gì thân tình nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ tù chung bất giác cũng lo nhắc nhở. Huống hộ đại quân pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trần, hai người cũng không muốn tổn thất một vị đồng bạn cao cấp. Nghe tiếng kinh hô của hai người, Hàng Lập vẫn bình tĩnh nhìn chất lọc màu đen đang phun tới, dịa sắc trên mặt chợt lóe, nắm tay vừa nhất, Năm ngón tay chương ra, một bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một tầng quái dĩ màu xanh trực tiếp hướng độc dịch nội chụp tới. Điều này làm cho hai người đại hán trọc mi bị hù dọa mà quái phục phụ linh thì sửng sốt nhưng mà sau đó công chúc do dự tiếp tục phun tới. Khóe miệng hàng lập nổi lên một tia cười lạnh như có như không, làm bàn trái mắt tại giữa hào lập vào quái phần liền bộc phát. Một tiếng soạt lớn vang lên quang hoa cuồn cuộn vừa hiện ra trong nháy mắt lại biến mất. Đại hán trọc mi cùng đạo giả dạ họ mà vội vàng chớp chớp hai mắt kinh nghi nhìn lại. Tình huống tiến vào trong mắt làm cho hai người ngây ra. Chỉ thấy quái vật phụ linh xa yêu nọ vừa cực cổ thoát ra ngoài mà hào quang. Trên khuôn mặt yêu dị còn tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhưng tình quan cả thân hình liền lại lập lòe, đã hóa thành một pho tường băng màu xanh trong rất sống động. Chất dịch được phun ra khỏi miệng nọ thì hóa thành một mảnh băng dài từ miệng vươn ra một cách của quái. Mà Hàng Lập không biết vì sao đã ở sau lưng quái vật, bàn tay đã có mai chỉ màu xanh từ trên cổ quái vật chậm rãi thu hồi lại. Quả nhiên là quái vật sinh ra từ phụ linh, mặc dù linh trí không thấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít cũng không đáng sợ. Hàng lập nhìn chầm chầm tường băng thản nhiên nói, sau đó hai tay hắn vừa nhấc một đảo kim hồ từ trong lòng bàn tay bắn ra, đánh tới trên băng điêu. Trong nháy mắt hóa thành là kim võng đem băng điêu bao vây vào bên trong. Lam mang cùng với Kim Quang đang vào nhau âm thanh phá liệt vang ra, băng điêu liền toái vỡ. Trong lúc băng tinh phát ra ánh sáng màu xanh đầy trời, một thứ màu đen cỡ nắm tay bỗng nhiên hiện ra, lập tức hướng bên ngoài bay đi, nhưng Kim vọng đã sớm chuẩn bị liền đánh lên nhất thời một tiếng kêu không giống người chợt phát ra nét tàn khốc trên mặt của hàng đập chật lóe năm ngón tay phun ra kim hồ liền hợp lại trong nháy mắt kim phẩm đang thu nhỏ siết chặt đột nhiên bạo vỡ ra kim quang trái mắt nổi lên đem thứ màu đen nọ bao phủ bên trong sau một tiếng thét vang lên nguyệt anh xà quái trong kim mang hóa thành một đám khói xanh phiêu phiêu tán đi lại nói tiếp vụ linh thuật này cũng là một loại thượng cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo nên hiện nhiên bị ít tà thần lôi khắc chế mạnh mẽ ngay cả thuộc thú chi cũng chưa có cơ hội thi ra. Liền biến mất vảnh vô tung, đại hán trọc mi phía xa, mở miệng to, hồi lâu cũng không thể đóng lại. Lão già dạ họ mã tận sắc coi như trấn định nhưng vẻ kiếp sợ trong mắt hiện gì không cần phải nói. Thấy hai người kinh hãi như vậy trong lòng của hàng lập sớm đã đoán trước cũng không có lộ ra gì sắc. Thân thụ hướng túi rượu vật rơi xuống trên mặt đất cũng phi xoa màu xanh nọ sau khi dùng thần thức quét sâu qua đột nhiên đem hai vật ném cho đại hán mặc dù người cũng là ta giết nhưng mà cũng nên để cho pháp bảo cùng những thứ bên trong túi trữ vật còn nguyên giao cho ngựa linh tông như vậy ngựa linh tông càng không thể nói cái gì hàng lập nhìn hai người chạm rãi nói lời hoàng huynh rất có lý vậy thì y theo lời đi có lẽ biểu hiện thuấn sát vụ linh xà vừa mới vừa đọc của hàng lập làm cho tinh thần đại hán trọc mi từ trong hoảng sợ vẫn chưa phục hồi nên không có chút nào phản đối đem tiêm thức liền cộng đồng ý còn bà lão giả thì sau khi đánh môi qua lại vài cái cũng không có ý phản đối mà dấu hộ đem pháp bảo giới xích thu lại. Lúc đầu hàng lập diệt sát tên hắc bào nhân kia còn có thể nghĩ là do đối phương kinh thường cùng một chút vận khí tốt như lần này tay không tiêu diệt một con quái vật phụ linh tu vi có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ. Đã đã kích hai người rất lớn, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đoán vì trường lão Lạc Vân Tông mấy tiếng vào này chẳng lẽ thần thông công hề chỉ quân anh hộ kỳ. Khi loại ý nghĩa này hiện ra cũng có rất hai người thất thố như vậy. Nếu như chuyện này đã giải quyết, vậy hàng hộ xin về trước nghỉ ngơi. Khi bác sĩ đến, đại hữu cứ gọi ta, thân sắc trên mặt hàng lập như thường, bình tĩnh nói. Hàng huynh cứu việc, nơi này ta cùng với mã đại hữu sẽ thu xếp, trong trò nói của đại hán bất giác mang thêm một tia kính sợ. Hàng lập nghe vậy cười cười, chắp tay xoay người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi dùng kiện lá ban diễm cùng ít tài thần lôi đánh của ấy già phụ linh nọ hàng lập cùng lập bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết nếu không chủ động ra tay chỉ bằng vợ đại hán trọc mi cùng lão giả sẽ rất khó ngăn cản quái xà thoát vây. Dù sao quái vật sau khi vụ lên tu vi rất cao, nếu đào tẩu được khẳng định sẽ vô cùng hậu hoạn. Huống hồ sau khi hắn ngưng kết Nguyên Anh, thực sự cũng không cần phải giấu giếm toàn bộ thần thông bản thân. Hiện tại cùng tình hình ở loạn tinh hải cũng không giống nhau. Khi đó tu vi hắn thấp, thân ở chỗ xa là hiện như phải giấu giếm thực lực để phòng người những ánh mắt chú ý mà may phải hỏa sát thân. Nhưng hôm nay Nguyên Anh đã thành bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của cả một giới, trừ rất ít vài người. Còn những khi khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, sự lo lắng hiện nhiên cũng sẽ giảm. Hưởng hộ bây giờ nhìn tình hình đại quân pháp sĩ xâm lấn, dù là hắn muốn tiếp tục giấu chiếm thần thông cũng không có chuyện không có khả năng. Ít nhất sau cuộc tầm bạo tại Thảo Nguyên Mộ Lan, Quỷ Linh Mô cùng đám người Nam Lũng Hồ cũng đã biết thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Theo đó tốt hơn hết là đem bộ phận thực lực bản thân sớm lộ ra cho tốt, như vậy có thể đe dọa người khác một chút. Bằng không, nếu thực sự bị tu sĩ cấp cao khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt thì có tránh sẽ xuất hiện một chuyện ít uh, ức hiếp. Đương nhiên và chưa sát thủ dụng để cứu mạng, Hàng Lập cũng sẽ không dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Hàng Lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị tự la cực khỏa bao rây Nguyễn Anh trong thân thể. Mới vừa rồi, bởi vì đối mặt quái vật phủ linh hò hắn đã đem toàn bộ kiện lam băng diễm trong đám lửa này phóng ra hết. Khó khăn lắm mới có thể nháy mắt đóng băng yêu xà này. Hiện tại, lửa này một lần nữa hóa thành tự la cực hỏa trở lại, nhưng lại có chút không ổn, xem ra thúc chuột uy lực ma diễm lớn như thế quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự dễu, hằng Lập hướng tiểu lầu chậm rãi đi đến. Lục huynh, hai người chúng ta thật sự có mắt không trồng, thần thông của vị Hàn đạo hữu này sao không lường được, thực lực ta xa xa cũng phải sánh bằng. Đạo gia dạ họ mã chờ hằng Lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này, mặt mới mang vẻ cười khổ nói. công sai, mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng bằng vào kim sắc điện hồ cùng lam diễm không biết tên nọ. Dù là tu sĩ Nguyễn Anh Trung Kỳ gặp phải, e rằng cũng phải tránh lui ba thước. Đại hán trọc Phi hiện lên một tia hâm mộ. Bất quá chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tố Có một vị đồng đạo cường đã như vậy, bọn pháp sĩ từ bên ngoài đến xâm phạm này. Nếu không chịu sự lạnh đủ, lão già họ mã vừa cười vừa nói. Nói thế cũng đúng, bớt quá mặc dù cái loài lam băng diễm này một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe nói, nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe qua nhưng nhất thời là không cách nào nhớ tới. Mà Huynh có cái gì ấn tượng hay không? Đại hãn trọc mi hơi gật đầu lại nhướng mày hỏi. Không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc điện hồ, rốt cuộc là tu luyện các công pháp gì lại sắc bén như thế. Ngay cả Huyền Anh gần như vô hình bị vây trong đó cũng không thể thúng gì ra. Lao giả dạ họ mã thì tào nói nhớ lại tình hình vừa rồi trong lòng mơ hồ có một tiêu hàn ý. Được rồi, mặc kệ hàng đã hữu tu luyện các loại thần thông gì đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Hay là chúng ta thương lượng một ít chuyện ngày mai đi. Đại hán trọc mi nhăn mặt tự hồ không muốn nói tiếp về chuyện này nhẹ nhàng nói cho qua. Chuyện ngày mai, Lục Huynh nói thế có dụng ý gì? Đạo gia ngỡ ngơ có chút kỳ quái hỏi. Một khi người mộ lan đã cho gian tế đồng thủ phá hư đại trận, chúng ta cũng sẽ tương kế tự kế. Hàng quan trong mắt đại hán chợt lóe âm trầm nói. Ý của Lục Huynh là, Lão giả họ mã lập tức có điều giác ngộ nói, rất đơn giản, chúng ta. Thanh âm của lão giả cùng đại hãng trong đại điện đột nhiên thấp đi ba phần, thở một chút đã nói ra cái gì đó. Một lát sau trong điện vang lên tiếng cuồng tiếu của đại hãng trọc mi tự hồ đối với kế hoạch của mình có chút đắc ý. Giữa trưa ngày thứ hai, đang lúc mặt trời đứng bóng, nhiệt độ đang rất khó chịu, tiếng trống trận ầm ầu vang lên, đại quân pháp sĩ đông đúc từ xa tiếp cận tới đây. Chính lúc này đây, tại vị trí ở đội ngũ có thêm một con quái vật lớn, đó là một con cự thú màu rám nắng dài là 20 trượng, cao khoảng là 30 trượng. Vừa nhìn thấy tự như là một con cự tê phóng đại lên mấy chục lần. Tại trước mũi của cự thú, một cái sừng lớn dài cỡ một trượng nhô lên khiến cho người khác chú ý. Trên thân hình to lớn kia có khoác một tầng chiến giáp đen thui phát sáng. Bên trên mơ hồ có các loài chú văn chấp động vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ. Đừng nhìn cự thú khổng lồ như thế nhưng lại tinh thông phi hành thuộc chỉ bốn chân đều đạp trên các đám mây quả dị màu xanh khiến cho thương hình cực kỳ đinh hoạt không hề có vẻ chậm chạp vuông ve. Tại trên người cửa thú có một nữ tử xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi đang ngồi xếp bằng. Chân tay của nữ tử để trần, khuôn mặt thanh tú nhưng trong đôi mắt đẹp lại có một cô rác khiến nhận như hiện. Trong đôi mắt sáng lưu chuyện thỉnh thoảng có lam quan chấp động, một thân quần áo màu xanh ngắn gọn. Một pháp sĩ cao kỳ của cuộc chiều xuất hiện hôm qua thì một trái buộc phải đứng ở hai bên sườn cửa thú. Phản phúc đối với nữ tử này rất cung kính. Ôi, chưa tiếp cận khoảng không trên Hoàng Long Sơn. Mặc đồ từ áo xanh trên cửa thú hiện ra vẻ kinh ngạc khẽ ôm một tiếng. Như thế nào, nhạc thường sư phát hiện cái gì chăng? Cuộc chiều không quay mở miệng hỏi. Ừ, có chút cổ quái, dĩa sắc trên nơi mắt nữ tử chấp động, chậm rãi nói. Chẳng lẽ sự tình có biến, người nọ không có đắc thủ, pháp sĩ cao kỳ ngon gác, có chút lo lắng hỏi. Cái này không nhất định là nghi tự mình xem một chút đi, nữ tử này thản nhiên nói, sau đó hai mắt nhắm lại, không hề nói gì thêm. Pháp sĩ cao gầy cùng cuộc diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, có một chút kỳ quái đồng thời thả ra thân thức hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm. Một lát sau, hai người này hiện lên biểu tình ngạc nhiên cuộc diệu giật mình nói chuyện gì đã xảy ra sương mù này đã tản ra chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng chờ chúng ta đến công kích được một nửa thì mới đột nhiên phá đi cấm chế đem toàn bộ tu sĩ giết hết sau hiện tại cấm chế này lại mở rộng ra chẳng lẽ phát sinh ra chuyện gì không biết để một lát chúng ta nhìn kỹ rồi lại nói pháp sĩ cao gầy chân chờ nói Nghe lời nói của hai người, mặt nữ tử trên cừu thú không chút thay đổi, không nói một lời. Vì thế đại quân pháp sĩ liên tục đi tới, dưới tiếng nói của pháp sĩ cao gầy, tất cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 10 phần cảnh giác. Lộ trình ngắn của còn lại cũng không có cái gì khác thường. Các pháp sĩ thường lợi đi tới chỗ trên không hôm qua cũng đã lúc này đây chứng kiến tình hình phía dưới. Tất cả pháp sĩ cũng không nhìn được dao động một trận. Vụ hải màu xanh vốn tồn tại ở chỗ này đã không còn sót lại một chút gì, lộ ra hoàng long sơn và một đám đình đài lầu cá trên đỉnh núi. Chỉ là kiến trúc vốn tư sở dị thường, tất cả đều trở nên là nát vụn đen thui. Cũng có một chỗ là khói xanh lượng lửa dâng lên, phong phức chưa bị đại hỏa thiêu đốt. Thật nhìn cực kỳ thê lương mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, tự như không có ai đại quân pháp sĩ phải trái chia ra nữ tử áo xanh vội vàng điều khiển cử thú đi về phía trước tất cả các pháp sĩ đều là cung kính nhìn về phía tân ảnh xinh đẹp trên cửa thú dao động nhất thời bị là chẹp yên xuống hai người cuộc diệu cũng đồng thời theo sát nữ tử này đi tới nữ tử nhìn thấy tình hình trước mắt đôi mắt sáng lưu chuyển sau khi im lặng trong chốc lát bàn tay khẽ phất mái tóc khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh không được, mặc dù sương mù đã tan đi nhưng bên trong còn có cấm chế cách ly thần thức của chúng ta, nên không cách nào cẩn thận cho xét tình hình bên trong. Mặt pháp sĩ cao gầy mà vẻ kinh nghi nói, không sai, tình huống chúng ta chứng kiến hiện tại cũng có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi, bằng không nếu người nọ thực sự đắc thủ như thế nào đến bây giờ còn không liên lạc với chúng ta. Quật Diệu cũng nghi ngờ nói, Vậy theo ý tứ của hai vị thượng sư, chúng ta định phải đứng ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm sao? Tành âm của nữ tử trong trẻ như lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải, chỉ là chúng ta muốn cẩn thận một chút, cũng có thể là người nọ thành công một nữa. Sau khi bị người ta phát giác đuổi chiếc liền là thoát khỏi nơi đây, mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buông tha cho nơi đây, vì vậy bỏ đi. Pháp sĩ cao gầy phán đoán nói. Ở đây đoán lung tung cũng không có tác dụng gì, dựa theo tu vi của kỳ này lại không hề đề phòng thì hẳn là có 7 tám phần nắm chắc mới đúng. Bớt quá cũng không phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn, cũng có thể là do bị thất thủ, bị giết hoặc bị bắt. Hoặc đây bớt quá chỉ là một cái bẫy thôi, nữ tự áo xanh khóe miệng nhất lên lạnh lùng nói. Ý nhà thường sư là cuộc chiều có chút nghi hoặc mà kể có là bài hay không, chúng ta cứ đến phá trận, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Cho dù mất một ít nhân thủ nhưng có thể khám phá ra hư thật trong đó thì cũng đáng giá. Chúng ta bây giờ tệ nhất là không có nhiều thời gian. Theo tin tức mới nhận được thì xem ra viện quân từ các thế lực khác ở Thiên Nam đang tụ tập với nhau. Cùng tăng viên cử quốc minh chỉ cần là 2-3 tháng thời gian là có thể làm được. Chúng ta trong vòng một tháng phải dọn sạch đại trần của tu sĩ chủ lực ở Điện Thiên Thành, như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ. Nếu để cho viện quân của cửu quốc minh tu sĩ liên hợp với nhau, cho dù chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ, nhưng huy khí cũng sẽ đầy thương, nữ tử không thơ nhanh không chậm chậm nói. Như vậy là hết thảy theo ý của nhà thượng sư. Pháp sĩ cao gầy sau khi chừng chừng một chút cuối cùng đồng ý nói. Về mặt cuộc kiểu đối với pháp tử, của thấp dây pháp sĩ cũng thàn thèm là không để ý đến đồng dạng không ý kiến gì. Nữ tử này gật đầu, môi khẽ mấp máy vài cái, không biết hướng người nào truyền âm vài câu. Nhất thời trong tu sĩ đại quân lập tức là gần trăm tên pháp sĩ phục sức giống nhau do một cả kết đăng ký chỉ huy, chậm rãi bay tới đỉnh Hoàng Long Sơn. Hơn trăm pháp sĩ này hóa thành một điểm đen tiến vào vụ hải nhưng cũng không có gì dị thường phát sinh. Vì vậy, những người này đều tự lấy lại pháp khí, bắt đầu lớn mở hướng phía đỉnh núi bay đi. Đoạn đường này không hề gặp trở ngại gì, mắt nhìn thấy là trăm tên pháp sĩ này dễ dàng lên đến đỉnh núi mà không có gặp chuyện tình gì phát sinh. Cao gầy pháp sĩ thở vào một hơi, mặt mang vẻ vui mừng nhìn nữ từ áo xanh nói. Xem ra bọn họ đã từ bỏ nơi này, chúng ta sai những người khác cùng đi tìm tòi một chút đi. Bọn họ chạy vội vàng như thế khẳng định là có không ít đồ vật không kịp mang đi. Đừng vội vàng như thế, xem thêm một chút nữa đã, nữ tử này không chấp bắt lãnh đạm nói. Cao gầy pháp sĩ nghe thì cũng ngẩn ra không tiếp tục nói cái gì thêm. Lúc này, hơn trăm pháp sĩ bắt đầu tập trung tìm kiếm tại ngôi lò bị thiêu cháy hơn một nửa. Cũng tìm ra một ít linh thạch, tài liệu tốt, đám pháp sĩ này mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Không chút khách khí đem mấy thứ này chiếm đồng của riêng rồi bỏ vào túi trữ vật. Pháp sĩ đại quân nguyên vốn là bộ lạc lớn nhỏ của người Mộ Lan Hợp Thành. Từ khi đã chiến đến giờ, ngoại trừ một ít kho tàng và quặng mỏ cướp được trở thành của công ra thì thu hoạch còn lại tự nhiên là thuộc về người đoạt được. Thấy tình hình này, đám pháp sĩ đại quân bên ngoài lập tức dao động, cơ hội không cần đại chiến điều hòa như lại kiếm được chiến lợi phẩm thực sự khó mà có được. Điều này tự nhiên làm cho mọi người còn lại ngon ngoe muốn đi vào không khỏi lòng tham nổi lên. Nhiều kiến trúc lớn như vậy, ai biết còn có thể giấu được bao nhiêu thứ tốt. Nhạc thượng sư, ngươi xem, sau khi chần chờ một lát, pháp sĩ câu kỳ cùng cuộc diệu hai người đều có chút đứng ngồi không yên, cuộc diệu cũng chần chờ mở miệng. Hai người bọn họ có mặt ở đây thì tự nhiên đại đa số pháp sĩ cũng có xuất xứ từ bộ lạc hai người. Mỗi lần thảo nguyên là nơi có rất thiếu thốn từ nguyên tu luyện nên tự nhiên các pháp sĩ không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy hơn trăm tên pháp sĩ nọ thuộc về một tiệm bộ lạc thực lực không mạnh mà lại kiếm được nhiều đồ vật, thì tâm lý cũng cay cú, nữ tử áo xanh thân sắc bất động từ hồ không nghe thấy hai người đang nói gì, đôi mắt đẹp lơ đại khép hờ có chút mông lung mê ly. Cuộc chuyện hoang cười sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì chừng chừ không nói gì. Sau đó một chiến trào nhỏ công phu, hơn trăm tên pháp sĩ này bay qua đỉnh núi và đi được gần một phần ba khu vực đại trận, lúc này nữ tử mới rút cuộc mở miệng. Hai người phái thêm một trăm người gia nhập vào trong đó, thuận tiện đem cấm chế lưu lại bên trong phá đi. Chỉ sau khi dùng thần thức dò xét hết cả tòa núi thì ta mới có thể cho những người khác tiến vào vâng hết thể theo ý của nhà thượng sư hai người mừng rỡ vội vàng đồng thời truyền âm cho bộ lạc mình và đệ tử thân tín kết quả lại có hơn trăm tên pháp sĩ cùng vào trong núi tưởng nhiên lại tìm kiếm một trận như lan rói xem ra cũng chỉ có những người này pháp lực của ta cũng không thể chống đỡ được nữa đem cấm chế phát động thôi tại một chỗ trong hoàng long sơn chợt vang lên tiếng của đạo giả dạ họ mã <laughs> thật sự là đáng tiếc không có một bộ lan nhân đại thượng sư nào tiến vào bẫy trọc mi đại hán cất tiếng thở dài phản phất có chút tiếc nuối nhưng nói này vừa nói xong thì Valentine lên tiếng âm u ù to vang vọng cả tòa núi, đỉnh núi các nơi rung rẩy từng đợt. Lần này, 300 tên pháp sĩ đang tìm bảo vật trên đỉnh núi tất cả đều là sắc mặt đại biến, càng bạn không cần người vào chỉ huy, lập tức giải tán tỏa ra bốn phương tám hướng mà chạy. Trong đó có ba cả kết đăng kỳ pháp sĩ tự nhiên tốc độ độ quan danh chất, cơ hội trong chớp mắt đã bay ra hơn xa là 10 trường nhưng do dù bọn hắn có độ quang mau hơn nữa thì cũng không có khả năng một lúc bay ra khỏi phạm vi đại trận. Chỉ thấy khoảng trời phía trên ngọn núi xuất hiện đủ các loại linh quang, hải vụ bốn phía ao ạt tuôn ra. Trong giấy mắt lục vũ quay cuồng rồi một lần nữa đem hoàng long sơn che phủ. Phạm vi trung tâm rộng lớn hóa thành là một mạnh vụ hải. Nhìn thấy cảnh này, cao gầy pháp sĩ cùng cuộc diệu rất mà khó coi cực kỳ, thậm chí có chút xanh mét. Mà nữ tử áo xanh ngồi trên cửa thú ánh mắt vẫn lành như băng, mắt cũng không có chớp một cái, thực sự là bẫy, thật đáng tiếc. Nếu cốc đào hữu không bắt buộc phải động thủ thì có thể tiếp tục ấn nấp, phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nữ tử hỏi nhà sau khi xem trong chốc lát thì trong miệng thốt ra lời nói lạnh khóc vô tình. Nhà thượng sư, người ở bên trong, cuộc diệu hai tay nắm chặt, nhìn phụ hải chầm chầm, hai mắt phun hỏa nói. Đế lĩnh, đội pháp sĩ đi vào vừa rồi là một cả kết đang tu sĩ là hậu nhân trực kệ. Được hắn phi thường coi trọng, không nghĩ tới lại tất thủ trong đại trận của đối phương. Vì đó Âu nên vị pháp sĩ này không phải có ý định xông vào cứu người còn cần uống phí tâm cơ lấy thần thông của tu sĩ nguyễn anh bên đối phương lại ở trong trận thì việc đối phó vài tên kết đan kỳ chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao bọn họ sợ rằng đã bị tiêu diệt rồi nữ tử áo xanh nhìn cuộc chịu liếc mắt một cái lạnh lùng nói nếu nói như thế chàng thực sư để ta đi đầu phá trận ta sẽ phóng tích hỏa đinh tinh nguyên một hơi phá đại trận này sau đó đem đám tu sĩ bên trong đốt thành tro bụi cuộc diệu trên mặt ánh thanh hồng chuyển biến vài lần rồi lại hiện ra vẻ tàn nhẫn nói Hỏa linh tinh nguyên, được rồi, người đã có quyết tâm này thì ta sẽ để cư tê thú với hợp với người. Bất quá, hỏa linh tinh nguyên của người hay là nên nhờ thời điểm bấu chốt vận dụng cho thật tốt. Hơn nữa phải chú ý đến vị thanh niên tu sĩ đã tiêu diệt thiên khốc tiên sinh. Ta hoàn kỳ hắn chính là kẻ đã phá hủy nhục thể của một thương sư. Thiên phong bộ lạc nếu đúng là như thế thì thần tông của đối phương cũng không phải là nhỏ, lại còn có thể sử dụng lãm sắc ma diễm cực kỳ cổ quá nên cẩn thận một chút. Nữ dân khẽ nhớ mày nói, hủy diệt thân thể cùng một thường sư, lời đồn hắn có lời đồn thuộc. Cũng đã thật sao? có gầy pháp sĩ nghe vậy thì biến sát trong mắt lộ một tia sợ hãi. Ấm thường sư, công pháp của người sợ nhất là loại cần chiến tu sĩ, cẩn thận một chút thì ngàn vạn lần không nên cùng hắn giao thủ. Để hắn cho ta đối phó, ta tu luyện nhu phong quyết, nói về tốc độ quyết sạc không dưới đồn thuộc của đối phương. Cho dù đối phương có mai diễm cùng với kim hồ lầy hại nhưng mà cũng cho hắn tiếp cận ngờ người thì cũng không có chút tác dụng nào. Về phần các thần thông khác họ nói, hắn chỉ là một cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Làm sao có thể thực sự cùng ta so sánh? Nữ tử trong mắt hàng quan chợt lóe hơi hãnh diện nói. Cũng tốt, người này cũng chỉ có thể do nhà thượng sư đối phó. Nhà thượng sư là người có thể cùng với là đột ngột nhân thiên lang thánh nữ so sánh. Người nọ tự nhiên sao không phải là đối thủ. Cao gầy pháp sĩ vừa nghe lời ấy, tâm lý lập tức buông lỏng, xem ra đối với vị nữ tượng áo xanh này cực kỳ tin tưởng. Hmm. Thiên Lan Thánh Nữ khuôn mặt vốn rất tàn di của nữ tử khi vừa nghe đến tên Thiên Lan Thánh Nữ này thì ánh mắt lập tức lộ vẻ âm trầm. Nghe thế tiếng hừ lạnh cao gầy pháp sĩ cả kinh, hắn lúc này mới nhớ tới vị nhạc thượng sư này mới gần đây bại dưới tay của Thiên Lan Thánh Nữ vốn vẫn hết sức chán ghét người khác nói tới chuyện này. Này kỳ thực cao kỳ pháp sĩ thì tạm muốn đội giọng nói cái gì đó thì nữ tử đột nhiên vung tay lên trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc lạnh nhạt thôi phá trận quan trọng hơn chuyện khác không cần phải nói triển khai công kích đại trận Vâng, cậu gầy pháp sĩ trong lòng nhẹ đi cùng với cuộc chịu trong miệng đáp ứng. Trong đám hải vụ không nhìn thấy năm đầu ngón tay, tại một nơi đầu đó từng thể một cả kết đang pháp sĩ không có đầu xoay người ngã xuống đất. Cách đó không xa trong sương mù, bóng người chợt lóe hằng lập trong ánh thanh quang chợt xuất hiện nơi đây nhìn thi thể phía xa xa. Liếc mắt một cái khẽ đảo tay. Một đạo thanh hồng từ thi thể sau khi xoay quanh một cái thì bay vụt quay về. Bình tĩnh tính lên vài bước, Hàng Lập đem túi trữ vật của bác sĩ này nhặt lên. Sau khi xem qua một chút thì mặt lộ vẻ thất vọng, bên trong chỉ có vài thứ đồ rách nát, không có liên quan gì đến linh thuật. Hàng Lập nhíu mày, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đang lúc này, bên ngoài hỏi vụ đột nhiên là tiếng trống trận vang lên lớn cùng với lượng lên khí bà động kinh người từ chỗ trống trận xé trời vọt lên sau đó có tiếng thú rống trầm thấp phản phất như rắm rền chấn động thiên địa truyền đến hải vụ trong trận như bị chấn động lục vụ cũng có chút tự động quay cuồng hàng lập thần sắc không thay đổi lạnh lùng nhìn vốn phía một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài hải vụ trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm nhưng một lát sau hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng vùng tay thả ra một viên xích hồng hỏa cầu đem thi thể chi chân hóa thành tro bụi sau đó xoay người bay vào trung tâm hải vụ trong nháy mắt thân hình hắn biến mất trong sương mù không thấy bóng dáng tại trung tâm hải vụ cả ngọn núi bị phân thành là hai một cách quỷ dị nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt lớn các tòa lâu các vẫn nguyên vẹn không sức mẻ gì thi thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra hướng đến các nơi trong hải phụ phân tán đi lão già họ mã cùng trọc mi đại hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trượng sóng vai nhìn về vướng pháp sĩ đại quân nét mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng Nghĩ không rỉ ra là Mộ Lan Nhân lại cẩn thận như vậy, mặc dù diệt được một số pháp sĩ nhưng xem ra căn bản không có tổn thất gì lớn. Sau đây chỉ có lấy cứng núi cứng mà Huynh mới vừa rồi vận dụng lạc thiên kỳ gia khuất lửa đỉnh núi. Pháp lực liệu có còn chi trì được không? Trọc mi đại hán. Đầu tiên là than nhẹ. Rồi là một tiếng cũng không có quan tâm đến là hướng lão giả dạ hỏi. Ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp lực đến lúc đó phá địch có lẽ là không đủ, nhưng mà nếu muốn cầm chân một vị mộ lan đại thư sư thì không thành vấn đề. Lão giả VV chầm râu không thể được ý nói, thế thì tốt, địch nhân còn lại giao cho ta cùng với Hà Đại Hữu đối phó. Bậc đạo hữu cũng có thể khôi phục một chút nguyên khí, ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi bậc huynh đang tịnh dưỡng ra. Trọc mi đại hán ngưng trọng nói, chúng ta cũng chỉ có thể như thế, chỉ là đầu cửa thú này sợ rằng còn có chút khó giải quyết chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết đang tu sĩ sợ rằng đối phó không được, lão giả dùng thân thức cảm ứng đầu bàn hiện ra là cự thú xa xa phía ngoài đại trận mặc lộ ra một tiêu chần chừ <laughs> Cũng không có cách nào khác. Dù sao thì nhân thủ không đủ, chỉ có thể là để cho hai huynh đệ mộ dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính con pháp cùng tu vi kích đang tu sĩ trung kỳ xem như cũng có lực sắp thừa cực mạnh. Cỡ thú cho dù da dày thịt béo thì hẳn là vẫn có chút dự dụng, đại hán chính mình cũng có chút không tự tin. Dù sau hai người bọn họ cũng nghe những người đại bệnh trận nói ra sự đáng sợ của con thú này. Cũng chỉ có thể như thế, lão chả có chút lo lắng cần đầu tán thành chủ ý này. Lúc này trong đám lục vụ thanh quan trực lóe một đạo kinh hồng từ trong bắn ra sau khi xoay quanh một vòng tự hồ phát hiện ra hai người tỷ bay đến. Hai vị đạo hữu xem ra mộ lang nhân thật sự muốn tiến công, hai vị đã ăn bài đối sách cửa được chưa? Thanh Hoa thu liệm lộ ra thân hình hàng lập nhìn hai người mỉm cười nói hàng huynh của vua tới đúng lúc. Chúng ta mới vừa rồi thương lượng một chút, chuẩn bị. Trọc mi đại hán tươi cười đem lời nói mới vừa rồi lặp lại lần nữa. Cựu thú này đích xác có chút có giải quyết, nguyên vốn là thượng cổ chỉ chủng cũng không biết mộ lang nhân từ chỗ nào tìm được. Hết thảy theo lời của Lục Đạo Hữu nói, Hàng Lập đầu tiên là nhớ mà rồi lập tức giảng ra nói, lần này tranh đấu còn muốn dựa vào thần thông của Hàng Huynh nhiều. Trọc Nguyên Đại Hán cười hắc hắc trong miệng có chút kính ý nói. Sự tình liên quan đến an nguy của cả thiên nam, Hàng Mộ nhất định sẽ hết sức, nhưng mà chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tài hạ tâm có dư mà lực không đủ. Hàng Lập nghe lời này, sau khi sờ sờ mũi bình tĩnh nói, một khi đã hiện nổi thực lực, Hàng Lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường cái gì. Nếu là Hàng Huynh cũng không phải là địch thủ thì còn ai nữa. Nói như vậy chứ trong lòng của những người khác đều cho là như vậy. Lão già dạ họ mã sau khi cười thì nói lời khen tặng. Mã Huynh thực sự đánh giá cao hàng mổ rồi, thần thông của thầy Hà cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, Hàng Lập nhìn lão giả liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ cười như không cười. Ha <laughs> ha, mà kể nói như thế nào, Hàng Huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường, thần thông hơn Sata cùng với Mã Đạo Hữu đã chiến lần này ồ mỗi lăng nhân bắt đầu tiến công trọng mi đại hán đồng dạng muốn cùng với hàng lập nói chuyện kết giao tình một chút nhưng vừa nói được một nửa thì đã biến sắc rồi đột nhiên đổi giọng vội vàng nhìn ra xa hàng lập cùng lão giả nghe vậy thân sắc vừa động mà nhìn theo chỉ thấy phương hướng pháp sĩ đại quân mơ hồ có ánh hồng quang phát khởi một phiến hỏa vân tự như đám mây đỏ trải rộng trên bầu trời xa xa mà ở trong mây đỏ có hơn là 10 cái hỏa cầu chói chang như mặt trời đang ngưng tụ hành hình đây là cái gì? Là chờ họ mà hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này ngạc nhiên mà kinh ngạc nói. Đây là pháp sĩ linh thuộc đại trận có thể do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trận kỳ đại bàn. Rất nhanh tạo thành pháp trận liên thuộc, bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem này, hỏa cầu này lớn như thế này, chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuộc tính công pháp chủ trì. Trọc Mỹ Đại Hán thường sắc âm trầm giải thích, lên thuộc đại trận, lão già họ mã trong miệng lẩm bẩm nói nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ chi tiết hơn một chút nhưng mà biết bây giờ hắn cũng là không phải là thời điểm thích hợp, cũng là im lặng không nói gì nữa. Chúng ta ba người tiến vào trong trận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng với Nguyên Anh Tư sĩ đối phương giao thủ có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt. Hà Lập sau khi đem ánh mắt thu hồi, thần sắc không thay đổi lên tiếng nói. Được, Lão giả cùng đại hán tự nhiên không ý kiến gì vì vậy trong mỹ đại hán gọi vài tên kết đang tư sĩ khác. Nhất phẩy phân phó sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong phù hải. Anh trừ cũng ở trong đó, Hàng Lập tự nhiên là âm thầm truyền âm dặn dò vài câu, sau đó Hàng Lập biến mất trong mặt sương mù, lúc này phía ngoài của vụ hải ngoại. Mỗi lần pháp sĩ chia làm hơn là 10 tiểu đội xếp thành trận hình huyệt ảo thường chịu. Cầm trong tay, hồng sắc lập lòe hỏa thuộc tính pháp khí dơ lên cao đỉnh đầu, làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí xung quanh mà ở hơn trăm triệu trên đỉnh đầu bọn họ, hơn 10 khỏa hồng cầu thật là lớn đã quay cuồng tình hình, tăng mắt ra nhiệt độ cực nóng làm cho đám phát sĩ người nào cũng bị khô lưỡi rác. Tay ù hoa mắt, nhưng mà đám người đầm đìa mồ hôi chịu đau khổ cố gắng chống đỡ. Lúc này trong linh thuật đại trận, quần giữa tóc tay bù sườn người quanh chơi không nhúc nhích, hai tay bắt pháp quý kỳ quái sau cái lục diện hồng cự phiến vây quanh ngoài chậm rãi chuyển động, mà con hỏa xà dài hơn 10 triệu đang ở đỉnh đầu bay lượn trên người của hồng quang cực kỳ chói mắt từng phiến hỏa vân quay cuồng không ngừng mà cách đó ngoài đó không xa. Nữ tự áo xanh không biết khi nào từ trên cửa thú bước xuống lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của quật diệu, mà phía sau nửa bước cơ kỳ pháp sĩ cũng là cực kỳ quan tâm nhìn tình hình trước mắt. Đi, quật diệu đột nhiên hai mắt trần tròn, trong mắt toa khỏe lên một tiếng. Lục diện hỏa viên đồng thời là ông ông Minh Minh thành đại hưởng. Sáu đạo quan trụ màu đỏ từ trong kỳ phi nghiêng bắn ra, vừa lúc trên không trung, sáu quả hỏa cầu đã thành hình, thể tích của mỗi cái chừng hơn là 10 trượng. Nhất thời một quan trường hút vào, sau cuối hỏa cầu tất cả đều rung động một chút rồi tiếp theo hỏa chỉ mặt ngoài bỗng nhiên buồn lên đi tới. Sau đó liền ầm oanh, oanh long long của trận trống vang lên. Hỏa cầu giống như là cự đài lưu tinh hướng vũ hải này tới thành một, đường thẳng tắp và phất cường hành bỏ ra một cái thông đạo. Nhiều pháp sĩ cũng làm phép như vậy nên là hỏa cầu ngưng tụ thành uy lực thật sự không phải chuyện đùa. Cho dù cấm chế hải vụ trên là hỏa long sơn trải qua sự bố trí tỉ mỉ của cửu quốc minh trần pháp đại sư, nhưng mà khi tiếp xúc với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời đất lỡ truyền đến một hỏa trụ cao hơn 10 trượng xông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương mù xung quanh trong chớp mắt đã bị càng quét không còn. Bốn phía mặc dù vẫn còn lục hoàng dưỡng sắc cấm chế quang hóa phát sáng, nhưng giống như châu cháu đá xe cần bà không cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, nếu từ trên trời nhìn xuống phía dưới thì thấy trong khu vực vụ hải này đồng thời hình thành sáu cái vòng tròn thật lớn. Bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan trống trải cực kỳ, nữ tử áo xanh trong mắt hàng quan chật lóe, ngọc thủ vừa lộn. Một viên quyển màu vàng hiện lên ở trong tay, tay dương lên, viên quyển này hóa thành một đạo kim quang bắn về phía cửa tê thú sớm tiếp cận đến vụ hải tiến thành minh đại hưởng kim sóc quyển chuẩn xác choàng lên sườn màu xanh của cự tê sau một giai lá căng thẳng kim sóc quyển trên là chiếc sườn chợt là phát ra kim quang trái mắt không biết là bị kim quang kích thích hay là do nữ từ áo xanh này đồng tay động chân gì mà hai con ngươi màu xanh của cự tê bỗng nhiên đỏ bừng như máu trong miệng tiếng phát ra là tiếng rống to như sấm một chậm chân hạ xuống lâm vân thân hình khổng lồ hướng vào vụ hải điên cuồng phóng đi một lát sau trong vùng hải tiếng thú rống phát ra liên miên hoàng lục lượng sắc quang hoa nổi lên vào đi thôi Cuộc thượng sư dùng hỏa linh thuộc tiếp tục phá hư cấm chế phía dưới. Hôm nay đánh một trận nhất định phải phá được trận này. Nữ tử áo xanh cắt tiếng trong trẻo như lạnh lùng ra lệnh. Đại vương pháp sĩ chờ đợi mình đã lâu sau khi mà hoang hô. Một tiếng thì từng nhóm người, mấy người này hoặc năm sáu người đều vọt vào trong đục vụ. Chúng ta cũng đi thôi, chờ cuộc thượng sư làm phép xong thì sẽ theo tới. Nữ tử áo xanh thẳng nhiên nói trên người bạch quan chấp đồng hóa thành một đạo bạch hồng bắn ra. Một cao sĩ pháp ca sĩ cao gầy trong miệng vội vàng đáp ứng rồi hóa thành một đạo ô qua theo lát sau. Một lát sau, phía trước khỏi vụ còn có mấy trăm pháp sĩ bày trận. Lúc này trên bầu trời hỏa cầu còn có theo sự khiêm dẫn của lục diện hỏa viên nhất nhất rơi xuống vụ hải. Tất cả đều song song theo 6 đường bay thẳng xuống, hơn 10 cái hỏa trụ sau khi phóng lên cao, thì trực tiếp đem cấm chế này phá tan tác. Sau khi cuồng tiếu vài tiếng, cuộc diệu quát to một tiếng lên, hướng tới pháp sĩ bốn phía ngoát tay vào một cái, hóa thành một đoàn liệt hỏa, nhằm phía hải vụ bay vào. Các tu sĩ khác thấy cảnh này cũng u lên, Nhất thời trong vụ hại chen chúc hơn 100.000 pháp sĩ cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm thao túng cấm chế, tùy thời mà di chuyển. Hàng lập ở nơi nào đó trong vụ hại vẫn không nhúc nhích, phi phụ ở trên không hay mắt khép hờ. Trên người sớm đã bao phủ bởi tâm sắc về kim trùng, chân giảm lên một cái tay sắc cửa kiếm mà trên đỉnh đầu có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dày hơn là trường. Lặng y không tiếng động, nhưng mỗi con vi trùng bên trong đều giữ tận hung ác bắt lộ ra hung quang tự hồ như muốn tôn về người ngoài hàng lập mi mắt khẽ nhúc nhích vài cái chậm rãi dương đôi mắt mắt lộ ra một tia kinh ngạc